Hello anh em. Và welcome back anh em to my channel. Chạy đánh lại không có gì này, không có chế độ gì. Tưởng đánh cái này nó đỡ bị đột biến, anh em sống được lâu anh em ơi. Đánh này cũng vui. Tùy lúc. Mời đi. Shall I compare thee to a summer's day? Tonight we love fly. Không chết, may quá. Xiên, mày chết. Đấm nó phát mày. Nó ra hai ngon. Con quy len để phòng những chiếc trời chơi. What is my target? Battle is life. Lại không ai chơi à? Cái này chiêu rồi em. Khá nhiều lựa chọn ngon ngon nghè này, bán thần các thứ này, khóa lại nhá. Mình thích khá nhiều con trong đấy, Ulan này, gầy Yon này, khóa lại mà. Ulan này, Yon này, các thứ. Ba mốt bán hai con này đi, bôi Yon một Ulan. Mày rồi. Con heo chắc là thôi không cần. Tạm tụ len. Len đi không. Tonight we love like the moon. Shall I compare thee to a summer's day? Hay lắm các bạn ơi. Mà cái chuỗi thắng này ra đồ xấu mà em.
Khả năng phải đánh Yon thật đấy. Mình cung Yon thì thần này. Má floor quay lại xiên chết thằng kia thần nữa, cày vãi. Ba thú à. Mà đồ xấu thế này thường phải đánh cung anh em, không đánh thú được. Đồ nó xấu kiểu thậm tệ. Là phải đánh cung. Ui. Người xấu này mà. Tại kiểu đồ xấu cỡ vừa thôi thì đánh thú nó tạm tạm được ấy. Vì nó còn giáp phòng mệnh các thứ. Đồ xấu quá thì phải đánh cung, bởi vì đánh cung nó mới có thợ săn quỷ. Và thợ săn quỷ nó có tí tanh. Không có tanh không sống được lâu nữa. Và phải là 6 cung bởi vì nó không có tốc đánh. 6 cung một con Yon này mới đủ tốc đánh mà mình chơi. 80% tỷ lệ 100% tốc đánh. Rất nhiều vấn đề bác nói tiếp này. Chắc giữ chuỗi tháng này càng lâu càng tốt thôi, giữ máu cho mình tí nữa giai đoạn mà mình yếu yếu thì có máu để bù vào em. Lại trừ 6 cung cho này chắc cũng khổ đấy. Cái bộ mình kết nổi trong mưu dĩ 2222 to xiên một mất liềm này. Ngon này, giữ chuỗi thắng được vòng 10 này. Tươi đấy em ơi. Thắng vòng 10 là chuỗi thắng 7 đấy. Chung là rất nhiều tiền. Nó là money 18 vàng mỗi vòng. Phải lên 7 luôn. Bây giờ cung rồi. 5 cung rồi anh em, thiếu mỗi con teo thôi. Chưa ra. Chết thương nhá. Không ai có thương này. Đây. The fragrance of romance is truly intoxicating. Shall I compare thee to a summer's day? Hero 2 ulti này điên đấy.
thua anh em ơi. Thua. Mất chuỗi thắng rồi. Cái này đúng điên ấy, Aaron 2 ulti là điên phết. Hồi cái đống mà. Yon 3 đồ này. Chưa ra anh em vẫn đang chưa ra con teo, chờ teo đã nhá. Mặc dù ba đồ này cũng khá là tươi rồi. Hai đồ cho Văn Heo đi, Văn Heo bắn điện khủng một chút. Flo 2 rồi cho đồ cho Flo. Giữ máu thôi, để thắng thua không quan trọng nữa, giữ máu thôi. Flo sớm xiên hết. Aero ulti đẹp nè. Đấm hết. Flash đấm nốt kia được. Yon 2 này. Chết dở nhỉ, mà đánh cung mà mình không có Yon gì. Cái này không đánh được Yon 3, chẳng đánh Yon 2 thôi anh em ơi. Xong Yon 2 mà lên 9 sớm. Nhiều tiền mà. Lên 9 sớm ấy. Đang chờ con teo. The sun shall shall I compare thee to a summer's day? Giữ máu không? Chuỗi thắng 2, chuỗi thua 2 à? Em thua tiếp đi. Thua thêm chút. Còn này mình đập 12 vàng mình lên luôn được đấy, nhưng mà đang chuyện thua thì thôi nốt đi. Chết rồi, thắng rồi. Mình lấy chuỗi thua. Tonight we love. Đủ xấu nhỉ. Celica. Đang Celica đang hơi bực mình. Nhót. Quang thiên đôi à? Điên hết. Thánh đồ nó được không? Thánh đồ nó được này, 10 điểm luôn. Ron chưa? Ron rồi à? Phát 9 á. 4 chuỗi thắng 2 à. Victor sớm này. Teo này. Này nhót nhót nhót. I will see my destiny. Tơ sớm mà tươi chứ. Trách thương địch phát trong chơi nhé. Yon 1 hơi tủ. Yon 2 ngon. Yon 2 thôi, không cần Yon 3. Thế sao có con có 25 này là gì nhỉ? À, à, hiệu ứng chiêu. Ồ, ra vậy anh em ơi. Ôi, bây giờ mình mới biết cái số 25 kia là gì đấy. Không cần.
Hiệu ứng chiêu. Ồ, ra vậy, ra vậy. Đây này, con này có 100% hiệu ứng chiêu, nhưng mà vào trận nó có thêm 25% nữa, tăng 25% ở đây. Nghĩa là vào bình thường thì con nào cũng có 100% hiệu ứng chiêu ấy. À, nhưng mà con này có thêm 25% đây. Hiểu. Hiểu. Một con thương bắt đáy này thôi, không có gì. À, con này tăng cho Phoenix hơi Phoenix 1 à. Cho thằng HT ngon hơn. Phoenix 1 không ngon lắm. Chôn quả đẹp thế. Tonight we love like the moon. HT sướng hơn em. Chậm tạm thời thế. Phoenix bây giờ Phoenix 1 ăn thua gì đâu. Bùng nổ thậm chí là cho con Victor cũng được. Được đấy. Nhót Celica à, bây giờ lại bắt đầu hơi nghĩ anh ta đấy. Không, có lại còn Quy nữa. Bố thánh đồ à? Bố thánh đồ được không ta? Chắc là bán sứ xe nhóm rồi. Cần bốn thánh đồ lắm đâu, nhưng mà không có con đấy thì mình cũng không biết thêm con gì, chẳng thêm con linh hay thêm ninja hay thêm con thú, hơi phân vân. Con quy thì thế là không có đồ rồi, cháo đồ gì con quy cả, con quy này thậm chí là nhót luôn. Nghiền luôn kìa. Đánh con gì nhỉ? Liên hiệp à? Liên hiệp cũng là một sự lựa chọn thú vị đấy. Đến nỗi nào quét này, quét này khả năng là tươi nhất rồi. Quy cũng được nhưng mà không, quét cho tươi là bằng con PC anh em. Khó nhỉ. Cái gì vậy? Lily à? Lily VC gì đó. Voi. Yết thưởng thêm một con thì mình thường chỉ thêm được Lily giỏi này. Thưởng là thêm nhất là thêm con Lily. Một con nhon một sấy từ đầu game đến cuối game kìa anh em ơi, khổ sở thật sự, nhưng mà cũng chả làm sao cả. Voi này thôi nhót đi, con này trọng nhất, con thú đệm nhót không chơi thú được. Hai quy không muốn đánh lắm bởi vì mình nó bị thừa ấy, trừ khi nhá lên vòng 20 xong rồi có thêm hai con, à có thêm một con tướng nữa là thêm được hai con thánh đồ vào thì lúc đấy mình chơi được, thì lúc đấy mình chơi được. Bởi vì chứ không ba thánh đồ trông nó bị buồn cười ấy, trông nó thiếu thiếu sao ấy anh em. Ba thánh đồ trông buồn cười lắm, phải bốn thánh đồ trông nó mới đỡ. Bốn thánh đồ tăng lên 40% giải giới này, sấy gần như là bốn thằng là sấy đứng yên luôn ấy, choáng cả team địch đứng yên ấy, anh thấy mới khoái. Cái này đã khỏe lắm rồi nhỉ, tự nhiên thêm thẻ thánh đồ là mình suy nghĩ quá. Thánh đồ con cát này, con cát này ngon nhất này. Đâu đây, đây. Tonight we love like the moon. Ừ,
Zina này hơi thù. Odirak này. À, sao mình vẫn theo 1 nhỉ? Chết rồi. Đi kiếm Yon đấy chứ nhở. Chủ lực mình lên đến level 1. Ờ, chết rồi, mình không có con, mình không cho con quy này vào mà lên, mình lên 9 sớm thì mình có con quy để mình làm quái gì đâu. Chết rồi, thế thì hay là Celica nhở. Ê, bắt đầu nghĩ Celica thật đấy. Thôi khỏi Celica gì nhá. Có sự cho lựa chọn của mình. Ê, bất ngờ vậy. What the fuck. Wow bro, what the hell. You calm the fuck down please. Đây là mình vẫn cần thêm tướng. Yon. Con thích mình di chuyển. Ý là kiểu tự nhiên nó ra thì mình chơi thôi, có gì đâu. Không có gì cả đâu. Yon 1 thôi mà. Này đi là mình có thêm Yon đấy. Đây rồi, cuối cùng cũng trả Yon cho mình rồi. 4 con quy, đây nó. Mình thiếu mấy con? Mình thiếu 1 này. 2, 3, 4, mình thiếu đúng 4 con. Khó vãi. Sắp của bệnh tiêu đi Gaia. Đấy, bắt đầu có tướng em. Thế này chắc không chơi được nhỉ. Khoái trí đấy. Này chắc cho con quy đi. Tanh khá là trâu chỗ đấy. Bây giờ chuyện bùng nổ cho con này luôn đi. Hôm nay cho con quy nốt đi. Cái đồ teo này bắn ok thế. Cầm món thêm này cũng hơi thừa nhưng mà mình nghĩ cầm thêm các bạn khác đỡ cầm cũng không sao. Thế mình còn bao nhiêu con quy? 3 con quy, ô còn đúng 3 con quy. Thế bạn nào đánh thánh đồ nữa vậy? Không phải đánh thánh đồ sao mà nào cầm quy? À đây. Đoán phá sản này. Phá sản thì đánh quy làm gì? Celica nè. Giờ đây là Yon 2. Chắc là nếu mà thêm một tướng nữa mình thêm một thành đồ này. Chắc không cần con QC này nữa này. Chắc không cần con thê nữa này. Hoặc con thê cũng được nhưng mà tùy. Má, nó vốn cắt đi xuống dưới đáy. Ghét vãi nhổ. Quy đấm được, tanh được góc đấy. Đấm được. Sấy nó không ra đam gì thế. Sấy cái gì thế. Thế này có ai chơi không? Chơi lấy đấy. Quy. Đi. Cần lắm em. Nó có để hơi xấu nhỉ? Đoàn phá sản. Sao?
Tonight we love light, the moon we fell in love like we do. We touch the sky and it's all. Bạn quy quân Ismi cầm gì nhỉ? Bạn này cầm quy à? Cái khả năng khó lên quy 3 rồi anh em ơi. Khó. Chúng ta thấy con thánh đồ về nhá, nếu con thánh đồ về để đề phòng nhá. Đề phòng nó thêm sót tướng nhá, không có thánh đồ nào rồi. Bạn này đánh gì? Mình có cần. Sao cái đối thủ chuyển kiếp của mình mà bạn ấy lại nhả cho mình vậy? Hả? Hả? Sao nhả? Các bạn đối thủ chiến kiếp của mình nhà mình rồi anh em ơi. Chán không? Tonight we love like the moon. Các bạn ấy thấy mình có con quy này đang tăng, mình thấy mình đang chờ con quy 3 này là nên là bạn ấy nhả cho mình lấy con quy 3 và ui ngại quá, thích thế. Chắc là thế rồi. Một cách giải thích nào khác anh em ơi. Một cách giải thích nào khác. Không có thêm sót tướng rồi. Không bán đi. Mình tính lấy con quy 3 nhá. Rồi mình tính. Chín máu à, chín máu vẫn sống luôn nhỉ. Khi chồng hèo 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 hòt thế. Nhà nhà đấy tí cũng được xem thế nào. Con rồng thổi đẹp ấy. Không để ý luôn á. Vào nhà nhà bạn ấy vào chết mình luôn. Cướp thật. Cắt mình đến 2 chứ. Né con rồng này một chút nhá. Rồng này phải thổi chéo đi. Con cắt ra góc khác đi. Con cắt mình có sách thánh. Con cắt một mệnh. Có ra một mệnh mình cho ra một mệnh cho con Yon nhỉ. Yon cầm này. Tự cầm này nó ngon. Sách thánh. Sách thánh trước đi ạ. Rốt không? Thế lấy cái truy hồn hay lấy cái gì phải ngon hơn? 30 máu vẫn sống được em ơi. Nó rồng rồi chéo à? Có nhất né được cái đam của con rồng sang cho con má sao vẫn chết hết vậy, hay lu à? Trông thế không làm gì được luôn, vãi cả nhái ạ. Đổi góc hay con đấy phải để con cát vào giữa một chút nhỉ? Chịu anh em ơi, sao bọn này khỏe điên hết. Ê không hiểu đam ở đâu chết cho John mình ấy. Quy không lên quy 3, John cũng lên quy 3, à John 3 ôm John rồi. Ôm quy rồi. Thế nào đấy 40 máu quá. Quả đấy mình chờ phát nữa cơ, không ngờ chết hết 30 máu luôn. Đen thật. Nhưng mà quả đấy chờ 30 máu khi vòng sau khi mình roll được quy 3 John 3 thật đấy. Nhưng mà bạn kia mất kiên nhẫn rồi nha, thôi. À, roll sớm chứ ra. À, vậy thôi anh em ơi, vì những kết rồi em thích clip thì hãy like, subscribe, hẹn gặp lại em trong các clip lần sau nhé. Chờ giòn lâu quá.